Nè các em, trời đã bắt đầu chuyển mùa rồi, đừng để bị cảm lạnh nha. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau, tạm biệt. Cảm ơn cô, hẹn gặp lại cô. Ừ, chào các em. Trên đường về nhớ cẩn thận có biết chưa? Chúng ta về nhà thôi Minchi. Trời cha đu. Em nhớ không được ăn vặt ở ngoài đường và phải đi thẳng về nhà nghe chưa? Dạ, em nhớ rồi. Làm người tốt thật khó lắm. Wow, khoai lang nướng nè. Minchi à, nhanh lên đi, sao chậm dữ vậy? Cô nhớ đã dặn chúng ta không được ăn vặt rồi mà. Vì vậy mà bạn sẽ không ăn gì hết sao? Mình sẽ ăn một chút. Khoai của con đây, khoai còn nóng lắm, cẩn thận nha. Dạ con cảm ơn. Khoan để chú ơi, hãy chờ một chút. Coi thử coi. Đúng là củ này to hơn của bạn nè, cầm lấy đi. Mấy đứa bé đáng yêu này sẽ không bao giờ bị đói đâu. Trời ơi, nóng quá đi à. Khoai còn nóng lắm đó, ăn từ từ thôi cho đu à. Khoai lang nướng là món mình thích nhất. Hay là bánh gạo cay kìa. Đi thôi Minchi. Mình vẫn chưa ăn xong khoai lang nướng của mình mà. Qua ngon quá đi. Bánh gạo cay là món mình thích ăn nhất. Bạn vừa nói thích khoai lang nướng mà. Lỡ cô bán bánh gạo nghe được thì sao đây? Cô ơi cô. Cô nghe con. Tụi con hai người ăn 5 phần là 50 won phải không cô? Đúng rồi con. Cha Rư chắc chắn đang 6 phần bánh cay mà. Con cảm ơn cô. Bánh cay thiệt là ngon. Không lẽ mình nhìn lầm hay sao? Nhưng chắc chắn cha đưa ăn 6 phần. Tại sao bạn ấy lại nói dối là chỉ ăn có 5 phần thôi? Bạn ấy có lầm hay không vậy chứ? Đúng rồi, chắc là bạn ấy đã tính nhầm. Cha đưa thậm chí không làm toán nhân đúng nữa mà. Mình suy nghĩ gì vậy? Đợi mình với. Nghi ngờ người bạn thân nhất của mình thật sự là điều không đúng. Mình xin lỗi cha đưa. Minh Chi à, thấy mình ăn phần thứ 6 này nhanh không? Hả? Thật vậy sao? Đơn đã từng ăn 7 phần nhưng chỉ nói có 5 thôi. Dù sao thì cuộc sống phức tạp như vậy đó. Thử thách tiếp theo của mình là 8 phần. Chandu à, bạn nói sai khi đã lừa cô bán hàng. Cô ấy đã làm việc và bán hàng rất cực khổ để kiếm sống. Tiền nuôi sống gia đình cô ấy có thể chính là một phần bánh gạo đó. Tiền nuôi sống gia đình của cô ấy sao? Mẹ xin lỗi các con. Ai đó đã lừa mẹ về số bánh gạo họ đã ăn, cho nên bây giờ mẹ không có tiền. Ôi, không thể nào đâu. Bạn đó là một việc thiệt hại rất lớn đến gia đình của cô ấy đã biết chưa? Minchi à, mình thật sự sai rồi. Mình không có ý lừa cô ấy về phần bánh gạo đó đâu. Nhưng dù gì thì mình cũng đã làm sai rồi. Được rồi cha đưa à, nếu biết mình sai thì thật là tốt lắm. Minchi à, cảm ơn bạn nha. Không cần phải cảm ơn đâu. Về nhà cất cặp xong chúng ta chơi nhảy dây có được không? Vậy cũng được. Bạn đã giúp mình nhận biết được điều sai trái. Bạn đúng là bạn tốt của mình Minchi à. Thưa mẹ, con mới đi học về. Trời, cha đu về rồi hả? Con về thật tốt quá. Con hãy đi chợ với mẹ nha con. Dạ con không đi được đâu. Vì con đã hứa với người bạn thân Minchi của con là sẽ cùng đi nhảy dây rồi. Thôi được. Vậy lát nữa khi đi chợ, mẹ sẽ mua cho con cái bánh đậu đỏ mà con thích nhất. Cha đu à. Ôi trời ơi, nhìn kìa, mấy trái ớt đó nhìn thật là ngon. Đúng vậy, chúng rất ngon. Tôi bán với giá 300 won. Cái gì? 200 won có được hay không? Ớt già nhìn không ngon chút nào hết. Hả? Cô vừa nói chúng ngon mà. Hãy bán cho tôi 200 won thôi có được hay không hả? Nếu không bán tôi sẽ lấy bỏ cả tiền nha. Ôi, vậy thôi cha đu. Có cái cô đó lấy cái ớt của tôi kìa. Mẹ ơi, làm như vậy không phải là quá đáng sao? Tiền để nuôi sống gia đình của bà ấy có thể phụ thuộc vào những trái ớt mà bà ấy đã bán đó. Mẹ làm một việc gây thiệt hại rất lớn tới gia đình của bà ấy rồi. Ôi trời, làm ơn ngừng viết tiểu thuyết đi con gái. Tiểu thuyết sao? Đừng nói những điều vô nghĩa và đi theo mẹ mau lên. Mẹ ơi. Gì vậy Minchi à?
mình nghĩ khi nào vẫn còn sống chung với mẹ của mình thì thật khó để cho mình trở thành một người tốt. Nó cũng khó giống như là cho con lạc đà chui vô lỗ kim vậy. Cha Đu à, mẹ của mình cũng giống vậy. Nhưng mà... Chính vì vậy, Minchi à, chơi với mình sẽ không tốt cho bạn đâu. Vì vậy bạn nên làm gì đó để trở thành một người tốt. Cha Đu à, bạn nên làm như vậy đi. Có thể mình sẽ trở thành một người xấu đó. Ôi trời ơi, anh ta đúng là một con người quá độc ác. Trước sau gì anh ta cũng sẽ bị quả báo thôi à. Mẹ ơi, hay bây giờ chúng ta đi chùa hay nhà thờ có được không? Sao đột nhiên con lại hỏi mẹ như vậy? Dạ, chúng ta hãy tránh việc sai trái và trở thành một người tốt hơn có được không? Ôi trời, đừng nói linh tinh nữa. Dạ, bà tìm ai? Nè bé gái, làm ơn mua giùm bà vài thanh kẹo đi. Dạ. Hãy nói với mẹ của con là mua giùm một thanh cũng được. Bà chưa bán được thanh nào. Dạ thưa bà, chắc là con không mua đâu. Nhất là mẹ của con. Ai ngoài đó vậy? Ôi trời ơi, bà cụ sắp bị lạnh cống rồi. Mẹ ơi, mẹ định làm gì cho bà cụ đáng thương đó vậy chứ? Đại bà hãy ăn từ từ thôi. Rồi con sẽ mua hết số kẹo này cho bà mà. Cô thật tốt bụng quá, cảm ơn nhiều nghe. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình thật sự không hiểu được con người của mẹ mình. Ban ngày là ác quỷ, ban đêm lại là thiên thần. Dù sao thì ở trong người mình cũng có một phần nữa là thiên thần giống mẹ. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ trở thành một người tốt như là thiên thần vậy. Chị sao đâu? Chị bị sao vậy? Chị đã nói là từ ngày mai thì mới bắt đầu tốt hơn mà. Mình đã nói là sẽ cố gắng trở thành một người tốt. Nhưng thế giới này dường như đã rất đẹp rồi. Ôi trời ơi, nặng quá. Bà cụ đó chắc là đang cần mình tới giúp đỡ đây. Ôi trời đất ơi. Bà ơi bà, để con giúp cho bà nha. Cảm ơn cháu gái nhiều nghe. Cái này nặng thiệt. Nè, bà cần con mang lên trên này mà. Dạ con xin lỗi, con vội vàng đến không để ý thưa bà. Ôi trời ơi. Đậu của tôi. Trời đất ơi, là có gì vậy? Má đi lượm đậu về đây cho bà đó. Dạ con lượm liền. Dạ đậu của bà đây. Nhưng mà con không thể lượm lại hết được. Con xin lỗi bà, con thật lòng chỉ muốn giúp đỡ cho bà thôi. Làm người tốt thiệt là khó quá đây. Anh nè em à, đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Hãy mau nói với chị đi, chị sẽ giúp em. Ở trên đó. Ủa? Được rồi, bây giờ chị sẽ leo lên đó để lấy nó xuống cho em nha. Đứng đây đợi chị được không? Dạ. Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Mình chụp được rồi. Tại sao lại như vậy? Thật sự là chị chỉ muốn giúp em thôi à. Nè con à, có chuyện gì vậy? Sao con lại làm như vậy? Một học sinh tiểu học lại ăn hiếp một đứa bé như vậy đó hả? Dạ không phải đâu. Việc xảy ra không phải là như vậy đâu. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Cố gắng là một người tốt. Mình đã cố gắng rất nhiều. Cuối cùng cũng lấy được rồi. Đừng lại. Ôi
Con xin lỗi, con chỉ muốn là một người tốt thôi mà. Nhưng hôm nay con lại tiếp tục gây rắc rối cho mọi người rồi. Con thật sự xin lỗi. Cuối cùng cũng bắt được nè cháu gái. Nhờ có con mà chú đã bắt được tên trộm đó. Dạ. Con đã làm một việc rất dũng cảm và đáng được tuyên dương. Hả? Là con sao? Cô bé à, con giỏi quá. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Dạ không có gì. Cô làm con mắc cỡ quá. Con đã làm rất tốt. Đúng vậy, cô xin cảm ơn con một lần nữa nha. Ôi không, cái nón của mình. Mực ống đây, đậu phộng đây. Ừ, trời ơi, nóng quá đi. Mực ống đây, đậu phộng đây, ai mua không? Sẽ thật tuyệt vời nếu gia đình chúng ta được đi nghỉ mát ở bờ biển giống gia đình của Minchi. Thôi đừng có nằm mơ nữa. Sao con có thể nói như vậy sau khi nhìn thấy ba của con chứ? Ôi trời, nóng bức quá. Uống một ly bia và thư giãn tại nhà là tuyệt vời nhất trong mùa hè này. Anh nói cái gì vậy hả anh? Mình không thể làm tốt được chuyện gì cho dù mình đã cố gắng hết sức của mình rồi. Chị ơi, chị nói cái gì vậy? Chị chỉ nói là gia đình chúng ta không thể nào đi nghỉ mát ở bãi biển được thôi. Đó là lý do gia đình chúng ta về quê vào mùa hè, có đúng không ba? Không phải chúng ta về quê cũng rất vui hay sao? Không vui, vì ở quê có nhiều rạp lắm. Thưa hành khách, chuyến tàu của chúng tôi sẽ dừng tại ga trong 10 phút nữa. Dạ, hình như chúng ta chưa ăn sáng có phải không? Vậy hãy đi ăn mì nha. Ê, có sô chu uống thì ăn mì tuyệt vời biết mấy. Vậy chứ. Mẹ ơi, con muốn đi nhà vệ sinh. Mẹ ơi, con cũng muốn đi. Mình đưa các con đi vệ sinh nha. Để anh ăn xong cái đã. Đừng có làm gì hết và ăn nhanh lên đi nha. Ê, anh có thể làm được gì chứ? Đi thôi. Ông chủ ơi, cho tôi một chai soju. Nè, cha đu, con còn ở đây làm gì vậy? Ba ơi ba, con muốn ăn kem. Được, nhưng con hãy giữ bí mật những gì vừa nghe có được không? Dạ, đó là bí mật. Xem nào, ăn loại nào đây ta? Là cây này. Chú ơi, chờ một chút. Hả? Cái kem đó con đã chọn lấy. Nè, ai lấy được trước sẽ là của người đó. Chỉ còn một cây thôi, chú phải nhường cho con nít chứ. Nằm mơ đi. Đúng là người xấu xa mà. Ba chị chắc chắn lên nào. Hãy chờ tôi với. Ba ơi, mẹ ơi. Hả? Ôi trời, mấy đứa cháu yêu quý của bà. Ê, đi chơi với thời tiết nóng vậy chắc khó chịu lắm. Nhưng mà chồng của con bị sao vậy? Nó bệnh hả? Ôi trời ơi, tất cả cũng do tô mì đó mà ra. Mình nên làm tô mì cho nó ăn khi tỉnh dậy. Mấy đứa hãy nhanh lên nào, nếu không là chị sẽ đi trước đó nha. Ôi trời, Mì đội cái nón nhìn dễ thương quá trời. Đội cái nón đó nhìn kỳ cục thì có. Mẹ ơi, mẹ cũng biết da của con dễ bị tổn thương thế nào mà đúng không? Đúng rồi. Nè, mấy bạn đang làm gì vậy hả? Tụi mình đang xem bọ cánh cứng đá nhau. Bọ cánh cứng đá nhau có vui không? Dĩ nhiên rồi, thật sự rất vui luôn. Bạn hãy lại gần đây xem đi. Nè. Đúng rồi đó. Hãy đẩy nó mạnh lên nào, cố gắng lên đi.
sao? Trò này vui chứ? Thiệt là vui quá đi. Mà ở đây còn có gì vui hơn nữa không? Ủa mà mấy bạn là ai vậy? Mình xin lỗi nha. Bà của mình đang sống ở gần đây. Nhà bà của mình ở đằng kia kìa. Là nhà có cái cây hồng đó. À, vậy bạn đến từ Seoul hả? Mình hay về đây vào những kỳ nghỉ. Cười cái gì vậy? Bộ mặt của mình nhìn mắc cười lắm hay sao chú? Không. Vậy thì tại sao? Tụi mình sẽ không biết nếu bạn không nói bạn đến từ Seoul. Vì cách bạn nói chuyện và nhìn bạn rất dễ thương. Chị ơi, sao mặt của chị lại đỏ vậy? Mà mặt chị đỏ hồi nào chứ? Mau nói mình biết ở đây có gì vui đi. À, được thôi, vậy hãy đi theo mình. Nè, cù lét. Đưa mình đi, mình muốn làm. Cầm lấy. Cù lét. Nè em có muốn chị bắt cá cho em không hả? Chị cũng biết bắt cá hay sao? Chị thấy ở trong sách nói là loài cá hay thích ở bên dưới mấy tảng đá lớn lắm đó. Nếu nhấc đá lên và làm thế này. Sao quần áo của các con dơ quá vậy? Mẹ đã dặn là phải giữ gìn quần áo sạch sẽ rồi mà. Mẹ ơi, rồi chúng cũng được giặt sạch thôi. Con mau đi giặt chúng cho mẹ. Dạ con xin lỗi. Ai đó? Sao mà ồn quá vậy? Hả? Sao chú lại ở đây chứ? Sao con lại nói chuyện với cậu cái kiểu đó hả cha đâu? Hả? Cái gì chứ? Con là cha đâu sao hả? Sao có thể như vậy được? Tại sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Rock and roll baby. Mẹ, nhỏ nhỏ chút được không? Còn ồn vậy làm phiền mọi người có biết không? Chán thiệt chứ, mẹ không hiểu gì về rock hết đó. Wow, vàng máy nghe nhạc kìa, hình như mình biết cách mở nó đó. Mình nghĩ nó giống như là vàng máy ở nhà của Min chứ. Wow! Oh yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá! Ai vậy hả? Ai đã mở vàng máy vậy hả? Trời cha đu! Vậy hả? Cái chuyện gì đã xảy ra vậy? Tụi con thật sự xin lỗi cậu. Các con đã làm cái gì vậy hả? Bọn nhóc đã phá nát vàng máy nghe nhạc của em rồi đó. Em không nên la các cháu của mình vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, trong khi các cháu đã phải lặn lội từ Seoul xuống đây để thăm em. Hả? Cái gì chứ? Tại sao con lại dám lớn tiếng với chị của mình như vậy chứ? Bà ơi, cậu la cho nên tụi con đau lắm. Được rồi, vậy để bà chỉ tội cậu nghe. Con có muốn mẹ đánh một trận hay không hả? À, trời ơi, tất cả cũng vì bọn dòng đây. Quá, trò này vui thiệt đó. Bây giờ là đến lượt của mình. Cha Đu ơi, bạn hãy thử làm đi. Mình thử hả? Mình sẽ làm được. Yeah! Ôi trời ơi, thiệt là may quá. Rock and roll. Hình như đó là giọng của cha Đu. Shadow, hãy mau cầm lấy nó. Trời ơi, tại sao các bạn lại nhảy xuống đây? Sao sợi dây kìa, mau bám vào nó đi. Hãy cố gắng giữ cho chặt nghe. À!
Chúng ta đang ở đâu đây? Là ai vậy? Cậu ấy tới đây bằng cách nào chứ? Chà Đu à! Cậu ơi, cậu ơi! Chà Đu, hãy cùng nhau nắm và giữ thật chặt nha! Mau nắm lấy! Bây giờ cậu sẽ kéo lên giữ chặt đó! Trời ơi, cây đàn của ta hư rồi! Giữ chặt nha, cậu kéo lên đây! Nó rất là mất tiền. Con muốn ngồi lên vai của cậu không? Được không cậu? Cậu ơi, sao cậu để tóc dài giống như con gái vậy? Một tay rocker bắt buộc phải để tóc dài như vậy. Rocker là gì vậy cậu? Rocker có nghĩa là... Mà tại sao con lại hành động y như mấy đứa con trai vậy? Sau này đừng có vào rừng một mình nữa nha. Nhưng mà con thích ở trong rừng núi lắm. Nhưng tại sao con không nghe lời của cậu hả? Cậu đã nói thì con phải nghe lời. Con không muốn về, con không chịu đâu. Con nhất định không về đâu. Con bị sao vậy? Mẹ sẽ không nói nhiều lời với con nữa đâu. Nè, chơi cha đu, con nhất định phải về. Cậu ơi cậu, con ở đây lâu hơn vậy đi chơi với cậu có được không? Ê, con không thấy con đã làm gì với cây đàn của cậu hay sao hả? À, con đã hiểu rồi. Tới giờ mà cậu vẫn còn buồn con chuyện đó sao? Ta-da! Sao hai cậu? Cậu thấy vui hơn chưa? Trời chả đủ! Con mau trở về xu huynh ngay đi! Wow! Chú đáng yêu quá đi! Chú ơi chú! Con muốn mua con này! Đó! Để coi! Bạn già này đáng yêu quá đi. Con chọn xong rồi. Con sẽ lấy con này nha chú. Có thiệt không? Thật hả con? Con cũng biết là mua rồi thì không đổi hay trả hàng được đúng không? Tất nhiên là con biết rồi. Nói thiệt là chú cũng không nghĩ sẽ có ai mua con này. Được rồi, tâm trạng của chú rất tốt nên chú giảm giá cho con 500 won thôi. Có thiệt không chú? Con cảm ơn chú nhiều. Mẹ đã nói con không được mua đồ lung tung rồi mà. Minh Chi cũng có mua một con nữa đó mẹ. Con sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, không để nó chết đâu. Giờ đã mua rồi thì có trả được đâu. Nhưng sao nhìn nó kỳ quá vậy? Con chắc nó là gà chứ, có khi nào con lại bị lừa nữa hay không? Nó là con gà đó mẹ. Mẹ đồng ý đi nha, con hứa sẽ dọn phân và cho nó ăn. Nếu con không làm đúng những gì mình nói thì mẹ sẽ đem nó bỏ đi, nghe rõ chưa? Dạ, mẹ không cần phải nhắc đi nhắc lại chuyện đó đâu. Chị Cha Đu, chị định đặt tên cho nó là gì vậy? Chị định gọi nó là bé Coco. Tên gì mà dở ẹt. Giữ một đàn gà lông vàng xinh đẹp, sao chị chọn có con xấu bắt này không biết nữa. Có xấu hay không thì cũng là gà của chị, đâu có liên quan gì tới em đâu. Mà sao nó không chịu ăn vậy? Bị nhịn đói từ sáng tới giờ, chắc là phải đói bụng rồi chứ. Hay là nó muốn ăn thứ khác ta? Ôi trời ơi, sao mấy cái đứa này cứ ầm ĩ hoài không biết nữa. Anh nghe nói là Cha Đu mua gà con hả? Liệu có sống nổi không đây? Nếu con bé có thể nuôi gà lớn thì mình sẽ có món canh gà để ăn. Canh gà có vẻ ngon à nha. Ồn ào quá. Nếu như không muốn bị Doggo cắn thì hãy đi vòng đường khác đi. Coco.
gì? Sao có chuyện vô lý như vậy? Đau bụng quá. Cô à, mày vẫn ở bên ngoài đúng không? Tao sợ một mình lắm, nên mày hãy làm tiếng động cho tao nghe đi. Xin hỏi là ai vậy? Shadow ơi, mình nè. Bạn muốn dẫn Coco qua nhà mình chơi không? Cũng lâu lắm rồi mình không được thấy nó. Lúc trước bạn hay dẫn nó qua đây chơi lắm. Chuyện này có chút hơi khó nói. Mà bạn biết gì không? Bây giờ Pia đã lớn gần bằng trái bóng rổ rồi đó. Còn Coco thì sao? Lúc trước thấy nó cũng lớn lớn, chắc giờ bự gấp đôi Pia ha. Mình nghĩ không chỉ là gấp đôi thôi đâu. Cái con này, sao mày dám ăn củ cà rốt tao chuẩn bị cho bữa trưa hả? Mày có mau nhả ra hay không? Xin lỗi nha, nhưng chắc là nó không qua được đâu. Trời ơi, bây giờ chúng ta biết phải làm gì với nó đây. Anh nghĩ là anh biết đó. Con không biết, nó là đại điểu mà. Con bé đã nói là không biết rồi. Anh em không xen vào chuyện này. Mẹ sẽ gọi cho bên sở thú mang nó đi, không bàn cãi gì nữa hết. Đừng mà mẹ. Đừng cái gì mà đừng hả? Không lẽ con muốn nuôi con đại điểu ở nhà này hoài luôn hay sao? Nhưng con mới là người chăm sóc cho cô mà. Cô cũng giống như là người nhà của con vậy đó. Nếu nó là chó hay là mèo thì mẹ sẽ không làm như vậy đâu. Mẹ đã quyết định rồi, không có nói nhiều nữa. Không được, con không đồng ý. Cô à, chúng ta bỏ đi đi. Shadow à, có chuyện gì vậy? Bạn bị bệnh hả? À, không, không có gì đâu. Sao tự nhiên mình có linh cảm xấu vậy ta? Nghe chị dặn nè, hai đứa đừng có để cô tới gần mẹ, biết chưa? Với lại đừng có làm cái gì khiến cho mẹ tức giận, có biết chưa? Sẽ ổn thôi cô. Chắc là không có chuyện gì đâu không? Chị Shadow. Hả? Không biết mẹ có gọi điện cho bên sở thú không, nhưng bây giờ có người đàn ông xấu đang ở trong nhà chúng ta đó. Quang đi, đừng có nhảy nữa. Chú không được làm cô bị thương. Cô ơi, Shadow, con mau tránh ra đi. Không muốn, con sẽ bảo vệ cho cô. Cô bé à, sở thú mới là môi trường thích hợp dành cho nó. Con nên để cho chú đưa nó đi. Tránh ra đi. Đau quá à. Đó là súng mà. Chạy đi cô, nhanh lên. Chị nói sao, chuyện đó là thật hả? Cô à, nhanh hơn một chút nữa đi. Dừng lại. Sung Hoon ơi. Là Shadow. Bạn tìm mình có gì không Shadow? Sung Hoon nè, cho tụi mình trốn nhờ nha. Mẹ của mình kiên quyết gửi cô tới sở thú, nhưng mình không muốn. Nhà của bạn có nhiều phòng như vậy, hay là cho mình và cô trốn nhờ đi, năn nỉ bạn đó. Nhưng Shadow à, trước tiên bạn có thể giải thích tại sao bạn lại nuôi một con đà điểu hay không vậy? Thật ra mình mua cô từ một chú bán gà trước cổng trường. Ai ngờ khi lớn lên nó lại là một con đà điểu. Chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ thôi. Shadow à, mình có thể giúp bạn, nhưng bạn không thể giấu nó hoài như vậy được. Cô là một con đà điểu, nó phải sống ở một nơi rộng lớn chứ không thể bị nuôi nhốt như ốc sên được. Mình sẽ cố gắng thuyết phục mẹ của mình, bạn chỉ giúp mình tới lúc đó thôi. Dù thuyết phục được thì bên sở thú cũng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Trời ơi, pin của mình nó mất tiêu rồi. Cô à, mày đang ăn gì á?
con đà điểu kia, mau nhảy riêng ra cho ta. Có ai ở nhà không? Không, không phải chứ. Làm sao bây giờ? Họ đã tìm được tới đây rồi. Trời ơi, chúng ta nên làm gì đây? Bác Kim hả? Là con đây. Bác lái xe đến cửa sau chờ con nha. Cha Đu à, bảo đưa cô lên xe đi. Không có thời gian để ngạc nhiên đâu. Bác mau lái xe đi. Bác ơi, nhanh lên nữa đi. Trời ơi, cha đâu? Mẹ mà bắt được là con biết tay mẹ. Anh nhân viên sở thú nè, anh có thể chạy nhanh hơn một chút nữa có được không? Cha đu à, mọi người làm ơn yên lặng giùm. Bên đèn, đèn đỏ rồi. Cái kiểu này chắc chắn họ sẽ đuổi kịp chúng ta đó. Sau đó thì sao? Ủa, đó là xe nhà sân hôn mà. Cô à, mày bình tĩnh một chút đi. Chúng ta sắp bị đuổi kịp rồi. Họ đang tới kìa. Cô ơi, thò đầu ra ngoài xe nguy hiểm lắm. Mình không nhìn lầm chứ. Đó là đà điểu. Nhưng mà cha đu làm cái gì ở đó vậy? Chuyện gì vậy? Bác Kim mà chạy nhanh hơn đi. Chúng ta sắp bị đuổi kịp rồi. Phải dùng tới nó thôi. Sao tự nhiên bắt mở radio làm cái gì vậy? Nó không phải là radio. Tình huống vừa rồi nguy hiểm ghê đó. Mình cứ tưởng là đã bị bắt rồi. Nhưng mà bác ơi, chúng ta đang đi đâu vậy? Ai, mình cứ ra ngoài trước đi. Ủa? Má, cái gì? Là sở thú hả? Chuyện này là sao hả Sung Hôn? Sao chúng ta lại ở bên ngoài của sở thú chứ? Thật sự xin lỗi bạn Cha Đu. Mình đã kêu bác Kim chở tới đây đó. Bạn nói cái gì? Cha Đu à, mình biết bạn rất thích cô, nhưng bạn làm sai cách rồi. Đây mới là nơi thích hợp với nó. Tại sao bạn có thể làm như vậy với mình được hả? Mình thật sự rất thất vọng về bạn đã Sung Hôn. Nếu bạn thật sự yêu thương cô, vậy hãy làm điều tốt nhất cho nó. Bạn không thể suốt ngày mang nó chạy trốn như vậy được. Nhưng mà cô là người thân của mình mà. Mình sẽ không để nó rời xa mình đâu. Nghe đây Cha Đu, bạn không phải là một con đà điểu. Bạn phải cho cô một cơ hội chứ. Nó cần kết bạn với những con đà điểu khác, cũng cần tạo dựng một gia đình. Tuy có một chút khó khăn, nhưng bạn có từng nghĩ nếu cô vui vẻ thì bạn cũng sẽ vui không? Nhưng mà... Ủa? Cô ơi! Không được, ta không muốn xe mày. Chỉ là một giấc mơ thôi. Đẹp trai, có câu hỏi tiếp theo. Barbie nói cho chị nghe, con gà có mấy ngón chân? Có hai ngón. Sai rồi, câu trả lời là 4. Đà điểu thì mới có 2. Thì bài tập viết về chủ đề chúng ta muốn trở thành gì khi trưởng thành đó. Mình hoàn toàn quên mất bài tập đó rồi. Mình nói nghe nè Minchi à, bạn có thể cho mình xem bài tập của bạn một chút được không? Cha Đu à, mình xin lỗi bạn nha. Lần này không được. Bạn phải tự viết về ước mơ của riêng bạn chứ. Chúng ta đâu thể nào có cùng ước mơ được. Mình cá là cũng có nhiều bạn không làm. Bất quá thì cả đám cùng bị phạt chung cho vui. Cha Đu, em là người duy nhất không làm bài tập về nhà đó. Tại sao lại như vậy? Cô ơi cô không đếm nhầm đó chứ? Em đã không làm bài tập là còn nói nhăng nói của cái gì nữa hả? Mau ra cuối lớp đứng giơ tay lên cho cô. Dạ.
Còn các em, cô chấm bài thấy bạn Đan Ghi viết rất tốt. Đan Ghi à, dạ, em đọc cho cả lớp nghe đi. Dạ được, em sẽ đọc thưa cô. Chắc là cũng không có gì đặc biệt đâu. Ước mơ của cha Đu. Từ nhỏ, ước mơ của em là trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh nổi tiếng. Truyện tranh là thứ mà tất cả trẻ em đều thích. Nhưng mà dường như các bậc phụ huynh lại không thích điều đó. Họ luôn nói nội dung đó nhảm nhí, không có giá trị học tập. Và em vẫn luôn cảm thấy luyến tiếc vì điều đó. Em muốn trở thành họa sĩ truyện tranh và tạo ra những phim hoạt hình vừa thú vị vừa mang tính giáo dục dành cho trẻ em, để phụ huynh có thể an tâm cho các em xem. Trong tương lai, em muốn đưa truyện tranh và phim hoạt hình của nước mình ra toàn thế giới để quảng bá văn hóa đến với mọi người. Còn em, chơi cha Đu. Cô cho em thêm một ngày nữa để làm bài tập. Sáng mai mang bài viết đến đây cho cô kiểm tra. Bài của em sẽ được đọc cho cả lớp nghe đó, rõ chưa? Dạ rõ. Viết về ước mơ của mình. Mình thật sự rất bất ngờ về ước mơ của Đan Ghi đó. Bạn ấy khá im lặng và cũng hiếm khi đi chơi với tụi mình nữa. Với mình thì lại khác. Rất nhiều lần mình nhìn thấy Đan Ghi ngồi trong lớp và vẽ đủ thứ trên đời. Bạn ấy nói những khi được vẽ là lúc bạn ấy cảm thấy hạnh phúc nhất. Thì ra là vậy hả? Ngày mai mình phải nộp bài viết cho cô rồi, nhưng mà không biết viết cái gì hết trơn. Tương lai bạn muốn làm cái gì thì cứ viết điều đó ra là được rồi. Cái gì? Tương lai của mình hả? Có điều gì đặc biệt làm cho bạn hạnh phúc không? Làm cho mình hạnh phúc sao? Phải rồi ha, mình muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại cầu thủ Cha Đu đang dẫn bóng. Phạm lỗi rồi. Các trọng tài đang xem lại bản ghi hình để có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Đội tuyển Hàn Quốc được một quả đá phạt. Và người thực hiện quả đá phạt là Choi Chadu. Hy vọng cô ấy sẽ không gặp khó khăn gì. Tất cả chú ý, qua bên phải, mau qua bên phải. Đây chính là cơ hội cuối cùng, mọi việc đều phụ thuộc vào nó. Giao rồi. Đội tuyển Hàn Quốc đã trở thành nhà vô địch của năm nay. Và Choi Chadu, cô ấy chính là cầu thủ xuất sắc nhất của Hàn Quốc. Chadu nè, ước mơ của bạn rất là hay. Nhưng muốn làm một cầu thủ bóng đá thì không dễ đâu. Bạn sẽ phải luyện tập rất cực khổ đó. Còn không được ăn theo những gì mình muốn nữa. Gì chú? Nhanh lên, còn chậm quá. Mau dậy đi. Lập tức thay quần áo ra sân luyện tập. Còn sớm mà. Không được. Mình nghĩ lại rồi, chắc là mình không làm cầu thủ bóng đá nữa. Chị đang làm gì á? Chị đang làm bài tập về nhà, cho nên em đừng có làm phiền chị. Gì chứ, hôm nay chị làm bài tập luôn. Chuyện lạ cách thiệt luôn. Em mới nói cái gì hả? Chị lại đánh chị Mimi nữa hả? Chị đâu có làm cái gì đâu. Sao? Nhìn tốt hơn rồi đó. Ha, chị Cha Đu à, nhìn chị giống bác sĩ quá à. Hả? Bác sĩ sao? Phải rồi ha. Không biết chừng sau này mình có thể trở thành một bác sĩ. Bác sĩ ơi, tín hiệu mất rồi, không thể làm gì được nữa. Tăng lên 800 cho tôi. Dạ, dạ tôi làm liền. Thì bên đấy đã ngừng đập rồi. Không thể như vậy được. Cố gắng lên, cố gắng lên.
đừng phẫu thuật mà. Bác sĩ ơi, tim anh ấy đã đập lại rồi. Hả? Con cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cho cha đông đúng là thiên thần. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Ba của con không sao rồi. Yên tâm đi, em sẽ không sao đâu mà. Chị thôi đi, cái gì mà không sao chứ? Một người lúc nào cũng gây nguy hiểm cho người khác như chị mà có thể trở thành bác sĩ được hay sao? Mi Mi à, tăng lên 800 đi. Bác sĩ ơi, lại chuyện gì nữa? Hình như là chúng ta nhầm bệnh nhân rồi. Không được, không thể như vậy được. Nếu chị trở thành bác sĩ, em sẽ không bao giờ đến bệnh viện đâu. Cha Đu à, qua đây nếm thử cái này đi. Dạ. Có hơi nhạt một chút. Vậy hả con? Thôi được, để mẹ cho thêm một chút muối. Nhưng mà sao mẹ không nếm thử? Đó là vì con có khẩu vị tốt hơn mẹ nhiều mà. Trong nấu ăn, khẩu vị là quan trọng nhất. Đúng rồi ha, mình sẽ là đầu bếp. Thức ăn đã xong rồi đây. Xin mời ngài dùng thử. Tôi tin cô ấy là đầu bếp giỏi nhất thế giới mà ngài từng gặp. Wonderful, wonderful, very delicious, good taste. Cảm ơn cô đã hỗ trợ. Nhờ có cô mà việc đàm phán giữa hai bên đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Dạ không có gì thưa tổng thống. Tôi chỉ đang làm tốt công việc của mình mà thôi. Trời cha đu, con mau tỉnh táo lại rồi phụ mẹ dọn cơm ra bàn nhanh lên. Mẹ ơi, cho con hỏi, mẹ nghĩ là con có thể trở thành đầu bếp được không? Thôi thôi, cô làm ơn cho tôi xin đi. Cô mà trở thành đầu bếp thì chắc chắn đồ ăn sẽ hết trước khi đem ra cho khách hàng. Cái gì khó quá bỏ qua đi. Sao vậy? Không còn gì để ăn nữa hả? Mẹ nói cũng đúng ha. Mình không nghĩ là mình có thể trở thành một đầu bếp giỏi được. Bài tập này biết phải làm sao mới hoàn thành được đây. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, hả? Mẹ ơi, hả? Mẹ ơi, cầu thủ nổi tiếng Cha Đu đã về nhà rồi đây. Trận đấu ngày hôm nay tụi con chiến thắng rất đẹp. Không thể nào, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Bác sĩ của mẹ về rồi đây. Mẹ à, nếu như mẹ có đau ở đâu thì nhớ nói cho con biết liền nha. Bác sĩ Cha Đu của mẹ sẽ đảm bảo chữa cho mẹ hết bệnh luôn. Nói mau, rốt cuộc cô lại. Hả? Tôi mới là người phải hỏi câu đó chứ. Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Đầu bếp Cha Đu đã có mặt rồi đây. Hôm nay nhất định con sẽ nấu cho mẹ thật nhiều món ăn ngon luôn. Ủa? Hứa? Rốt cuộc cô là ai vậy hả? Cái người là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi hả? Ôi trời ơi, nhức đầu quá à. Có chuyện gì mà ở trong này ồn ào quá vậy? Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con. Cha Đu, đến lượt em phát biểu rồi đó. Ước mơ của em sẽ được bắt đầu từ bây giờ. Chơi Cha Đu.
vậy chứ? Con cũng nghe mà có phải không? Dạ. Đó, con lại nghe nữa rồi. Tiếng đậu phát ra từ cổng nhà của mình có đúng không? Ba đâu rồi hả mẹ? Có nên gọi ba ra không mẹ? Ba của con không có ở nhà. Hôm nay ba con nhận được tiền thưởng, thế nào cũng đi uống rượu rồi. Không thể tin được mà. Chúng ta đang rất cần một người đàn ông ngay lúc này. Mẹ cũng hiểu điều đó mà. Ba ơi, hãy vui lên. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Là ba hả? Ờ, cha đu hả? Phải có một ngôi đền mới ở gần đây chứ. Tại vì tôi nghe thấy tiếng đập của cá gỗ liên tục luôn á. À, ba à. Ba ơi, trán của ba bị sao vậy? Ai đã đánh ba đúng không? À, không phải đâu, chắc đầu ba va chạm ở đâu đó thôi à. Nhưng giờ không sao rồi. Ba nhớ cẩn thận hơn á. Ba thì ổn, nhưng còn cổng nhà mình thì tính làm sao bây giờ hả mẹ? Mẹ nghĩ sao hả? Mình có nên đổi cánh cổng mới bằng thứ gì đó mềm mại và đàn hồi hơn? Cũng được á. Hôm qua ba của con nhận được tiền thưởng, chúng ta sẽ lấy số tiền đó để sửa lại nhà, vậy có được không? Phải ha. Hôm qua được tiền thưởng, chờ anh một chút nha bà xã, anh sẽ đi lấy liền. Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối nha. Wow, thật hay quá. Ba là tuyệt vời đó. Ba đâu mất rồi hả? Không thể nào, không lẽ ba đã làm mất rồi sao? Trời ơi, mình nhớ rõ là mình đã để nó ở trong ví mà. Vậy là không được ra ngoài ăn tối rồi. Cậu chủ ác bà. Các con hãy đi học đi, mau lên. Mình à, chúng ta cần nói chuyện. Gì đây? Em muốn nói chuyện với anh bằng cách viết vô giấy hả? Hãy viết những gì em nói trước khi em nổi giận. Đúng rồi, anh đồng ý. Đây nè em coi đi. Nhưng em có nghĩ là như vậy có nhiều quá không hả? Gì chứ? Không có. Ý anh là em rộng lượng quá. Vậy được rồi. Bây giờ em mau đi thay đồ rồi đi làm đi. Được. Nè, không đời nào có chuyện anh sợ cái mảnh giấy đó đâu nghe chưa. Anh có thể viết hàng trăm hàng ngàn cái luôn. Alo, tôi nghe đây. Hả, Trần Vô đó hả? Hy vọng là tối nay ba sẽ không đi uống rượu nữa. Anh về rồi đây. Họ không thể nào hoàn thành bất cứ việc gì nếu không có anh. Ôi trời ơi, con gái, giờ này mà vẫn còn thức hả? Anh được rồi à, ba thấy hơi mệt nên phải vào tắm đây ạ. Đứng yên đó, em cần phải kiểm tra vài thứ. Thổi hơi đi. Em nghĩ anh đi uống rượu chứ gì. Thật ra anh không có uống đâu. Anh đi làm suốt ngày hôm nay mà. Tại sao em lại không tin anh chứ? Không tin, thổi hơi ra đi. Thôi được rồi, nè. Thổi mạnh hơn nữa cho tôi. Ôi trời. Đây là cái gì vậy hả? Ba ơi ba, ba đã nhai bao nhiêu kẹo cao su vậy? Do hôm nay hơi thở của ba có mùi á. Không thể ngửi được mùi rượu gì kẹo cao su. Xong rồi ha, anh đi ngủ đây. Mình thấy cái gì đó không đúng cho lắm. Ủa, ai gọi cho nhà mình vào giờ này vậy ta? Alo, tôi nghe đây. Cái gì? Hả? Mình à, đợi một chút đi. Thật là xin lỗi, anh có thể lặp lại những gì anh vừa nói hay không?
À, tôi gọi tới từ quán Bar Corner. Ông Joy Hodon đã để quên cái bóp ở đây, vui lòng đến để nhận lại. Dạ được, xin cảm ơn anh. Ngày mai chúng tôi sẽ đến đó lấy. Mình à! Các con à, bữa sáng sẵn sàng rồi nè. À, để con ngủ chút nữa đi, hôm nay chủ nhật mà. Ba ơi, nhìn ba đẹp lắm luôn á. Ba, ba hả? Cha Đu à, con hãy mau dậy đi nha. Ta-da, tất cả đều là do ba làm đó nha. Chúng ta hãy cùng ăn thôi. Dạ, yeah, nhìn rất là ngon. Mẹ ơi, sao ba lại làm vậy? À, từ giờ ba của con phải làm việc nhà trong một khoảng thời gian. Ba đúng là tuyệt vời. Hả? Có gì đâu. Trời, mặn quá. Ờ, món này bị mặn hả? Ở đây ba thử coi. Mẹ nghĩ là ba có thể nấu ăn được sao mẹ? Nhưng mà thật sự không có thể ăn được đâu. Đừng lo, rồi ba của con sẽ làm tốt hơn thôi mà. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại kết hôn với ba vậy hả? Nhưng mà tại sao con lại hỏi mẹ như vậy? Bởi vì con thấy hình như là mẹ không có thích ba mà. Sao con lại nghĩ như vậy? Ôi trời ơi, không phải như vậy đâu. Nếu uống rượu quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của ba. Cho nên á, mẹ mới cố tình làm như vậy, để hy vọng ba của con sẽ uống rượu ít lại đó mà. Nhưng nếu ba con bỏ rượu luôn á, thì thật là tốt. Không lẽ trước khi kết hôn ba cũng như vậy sao? Cứ thích đi uống rượu hoài. Trước khi kết hôn đó hả? Để mẹ nhớ thử lại ngày ấy coi sao. À đúng rồi, ba của con không phải là người uống nhiều trước khi kết hôn đâu con. Trước đây ba không phải như vậy hả mẹ? Hồi trước khi kết hôn, ba của con hầu như không uống lấy một giọt rượu luôn đó. Con muốn xin ba hãy cho phép tụi con được kết hôn, xin ba hãy đồng ý ạ. Tôi thật sự rất thích thái độ của cậu. Được rồi, mà cậu uống rượu được không vậy? Dạ. Dạ thưa ba, anh Hodon hầu như không uống lấy được một giọt rượu. Gì chứ, vậy mà cậu dám gọi mình là đàn ông được ha? Dạ dạ, không phải là vậy đâu. Thật ra con uống rượu cũng giỏi lắm. Tuy là con không thích uống rượu cho lắm, nhưng thời gian ở trong quân đội, con đã được cho nghỉ phép vì khả năng uống rượu của mình đó. Cậu nói ta chưa có tin, hãy chứng minh cho ta thấy đi. Trời ơi, anh Hodon, anh ổn không vậy? Thiệt tình, cậu ta chỉ mới uống có chút xíu thôi mà. Con hứa với ba là sẽ làm cho Nahia được hạnh phúc. Anh Hodon ạ. Nahia nên sẽ làm cho em hạnh phúc và hãy tin anh đi. Đó chính là lý do. Vì sao mẹ lại khóc vậy? À không, mẹ có khóc đâu chứ. Chỉ là bụi bay vào mắt mẹ thôi mà. Ba ơi, ba không có ở đây hả chị? Ủa, cái bánh đó là sao vậy? À, hôm nay chính là sinh nhật của ba tụi mình á. Cái gì? Sinh nhật của ba con? Ôi trời đất ơi, sao mẹ lại không nhớ chứ? Nhưng ba đi đâu rồi hả mẹ? Cái gì? Ba không có ở ngoài sân hả? Không thấy ba ở đó. Thôi các con đừng lo, mẹ sẽ đi tìm ba về nhà ngay. Tụi con cũng đi tìm ba. Ôi trời ơi, ba của các con có thể đi đâu mới được chứ? Hả? Mẹ ơi, ba ở bên kia kìa. Ba ơi, mình ba ơi. Ôi trời ơi, Hodon à, anh đang làm gì ở đây vậy chứ? Mình ơi. Bà xã hả? Các con nữa. Chỉ là muốn nấu cho gia đình mình món súp cá rong biển nên bà đã đi ra siêu thị. Ôi trời ơi, trời bắt đầu tối rồi sao?
Cho anh xin lỗi. Anh không làm gì sai hết đâu cần phải xin lỗi chứ. Anh không biết rằng anh và các con đã làm cho em hạnh phúc như thế nào đâu. Bà xã. Nhưng em sẽ thấy hạnh phúc hơn nữa nếu như sau này anh có thể uống rượu ít lại. Được rồi, anh hiểu lòng em mà. Anh sẽ cố gắng uống rượu ít hơn. Đói bụng quá. Con cũng đói bụng. Đói bụng rồi hả? Vậy mau về nhà thôi. Bà sẽ làm cho các con món súp thật tuyệt. Dạ. Mẹ ơi, chúng ta đi ăn mì có được không? Nếu để ba nấu thì con sợ. Các con đừng lo mà. Cứ về nhà đi. Mẹ sẽ nấu món súp cá thật ngon cho cả nhà. Ba, thật tuyệt vời. Nhanh lên về nhà thôi. Tụi con đói bụng lắm rồi. Quang Hương tuyệt quá. Đói bụng lắm rồi. Khi vừa nhìn thấy chủ nhân, thần đèn nói rằng sẽ ban cho Aladdin 3 điều ước. Nhưng Aladdin là một người tốt bụng, cho nên đã dùng điều ước cuối cùng để giải thoát cho vị thần đèn khỏi cây đèn. Cuối cùng Aladdin trở nên giàu có và sống rất hạnh phúc suốt cuộc đời với công chúa xinh đẹp. Thần đèn. Dầu nào không? Bây giờ không còn ai dùng đèn dầu nữa đâu. Chán ghê á, ước gì có cây đèn phép thuật giúp mình giàu có. Mình vừa mới đọc một câu chuyện nói về vấn đề này đó. Nhưng đó là chuyện cổ tích mà Chadu. Cũng đúng hả? Chadu à, con có đồ gì không xài nữa hay không? Nếu con có thì mau mang ra đi hết đi. Mẹ đem bán bớt cho giữ quải trong nhà chật lắm con. Dạ con không có. Không có hả? Vậy những thứ con chất đầy trên cái thùng ở trong phòng của con là gì đây? Có phải của con đâu, là của ba Bi hết đó. Mang hết đống đồ này ra sân cho mẹ đi. Lát nữa mẹ mang bán. Sao lúc nào mẹ cũng kêu con làm mấy cái việc này vậy? Con nói cái gì á? Dạ con làm liền mà. Thiệt là sao lúc nào mẹ cũng kêu mình làm mấy công việc nặng nhọc không ạ? Chắc mình là con nuôi rồi. Hả? Đây là gì vậy ta? Cái này hình như nhìn có chút giống cây đèn thần ở trong truyện á. Mẹ ơi, đây là cây đèn hả mẹ? Đèn cái gì mà đèn? Cái đó chỉ là một cái ấm cũ mà bà cố của con đã từng xài qua thôi mà. Mẹ không còn xài tới nữa cho nên định đem bán luôn đây nè. Thiệt là không phải đèn hả mẹ? Ủa, ai gọi vậy ta? Tiếc rồi. Vậy mà mình cứ nghĩ nó là cây đèn dầu chứ. Nhưng mà rõ ràng nhìn nó rất giống cây đèn vẽ ở trong sách mà. Nếu như đây là một cây đèn thì chỉ cần chà chà nó giống như vậy rồi bùm một cái. Cái gì? Ông ấy đã xuất hiện sau khi mình chà lên cái này. Cho ông xin lỗi nha cô bé. Ông dọa con sợ đúng không? Nhưng mà ông là ai mới được chứ? Con hỏi ông đó hả? Để ông nhớ coi. Bình thường người ta vẫn hay gọi ông là Genie. Dạ, Genie sao? Ông thật sự là Genie hả ông? Đó là vì tên ông kết thúc bằng từ Gin mà. Nhưng nếu ông là Genie thì sao ông già quá vậy? Ủa, cái con bé này, ông không già, ông chỉ hơi lớn tuổi thôi. Mà con đang nghĩ cái gì vậy hả? Phải rồi ha, Genie chắc cũng 100 tuổi rồi chứ ít gì nữa. Chà, còn có nhiều đồ cũ quá ha. Cái ấm này còn xài không? Nếu không thì cho ông đi. Cái này sao ông? Ông thật sự muốn có nó hả? Tất nhiên rồi, nhưng ông cần đánh giá xem ông phải trả cho con bao nhiêu tiền. Ý ông là những điều ước của con sao? Có điều ước. Nếu con muốn nghĩ như vậy cũng được. Con gái à, mau đưa nó cho ông. Bây giờ vẫn chưa được đâu. Chừng nào ông thực hiện cho con 3 điều ước xong con sẽ đưa. Ba điều ước lận. Con đúng là một đứa trẻ tham lam. Nhưng tại sao con lại cần những điều ước này? Con phải kiểm tra trước xem ông có đúng thật là Genie hay không cái đã. Cho nên điều ước đầu tiên của con chính là con muốn có một chiếc xe đạp. Ông tặng xe đạp cho con đi ông. Một chiếc xe đạp. Dạ. Điều ước đầu tiên của con là có một chiếc xe đạp.
À, một chiếc xe đạp sao? À, cái này ông không có. Nếu như ông có thể làm cho những điều ước của con lần lượt trở thành sự thật thì con sẽ dùng điều ước thứ ba của mình để giải. À, ông ấy đi đâu mất tiêu rồi? Nhưng mà ông đã nghe được những gì con nói rồi có đúng không? Dạ dạ, tôi đang định gom bán hết mớ đồ đồng nát ở trong nhà đây nè. Nếu bên nhà chị cũng có thì cứ mang hết qua đây bán chung với tôi luôn cho tiện. Dạ, gặp chị sau nha. Ủa Shadow à, sao con giữ cái ấm của bà cố lại làm gì vậy con? Mẹ ơi mẹ, đây không phải là cái ấm bình thường đâu. Chúng ta không thể bán nó được, nó rất là đặc biệt đó. Mẹ biết, nhưng bà con đã nói là mẹ có thể bán nó đi mà. Dù con có giữ lại cũng không xài nữa đâu. Nếu như mẹ đã không cần nữa thì con sẽ giữ nó. Hình như là lúc biến mất ông ấy cũng không nói là khi nào sẽ quay trở lại. Trong này không có cái gì hết. Sao kỳ quá vậy? Chắc là ông ấy đang đi lấy xe đạp cho mình. Thật sự có một chiếc xe đạp kìa. Đây là tất cả những gì ông có đó. Nhưng mà ông ơi, sao chiếc xe này lớn quá vậy? Với lại nhìn nó cũng mềm nữa chứ. Tuy cũ nhưng nó vẫn còn dùng được. Chờ con cao hơn một chút là có thể đi được rồi. Có lẽ ngay từ đầu mình nên ước rõ đó là xe đạp dành cho trẻ em. Dạ thôi không sao đâu. Nói điều ước không rõ ràng dẫn tới sai lầm là lỗi của con mà. Cha Đu ơi, vô đây mẹ nhờ chút nè. Dạ con nghe rồi, mẹ chờ con một chút. Ông ấy lại đi đâu mất tiêu rồi? Cái này mẹ soạn rồi, con mang ra ngoài sân để đi. Nhanh lên. Mẹ à, mẹ đừng kêu con làm mấy công việc này nữa. Ý con là sao hả? Chỉ một chút nữa thôi, con sẽ mang về cho mẹ một đống tiền nhiều ơi là nhiều luôn. Con bé nó bị gì vậy cả? Tại sao ông ấy lại không xuất hiện chứ? Này, ông Ginny ơi, mau xuất hiện trả điều ước cho con. Chào con gái, con kêu ông hả? Ông ơi, tại sao ông lại đi chậm quá vậy? Lẽ ra ông phải xuất hiện ngay khi con vừa mới chà tay vô cái ấm này mới đúng chứ. Ông xin lỗi nha, tại ông có việc bận mà. Ông ơi, bây giờ con có điều ước thứ hai dành cho ông đây. Còn nói gì, một điều ước nữa sao? Điều ước đó chính là hãy giúp con trở nên giàu có. Giàu có hả? Cụ thể ý con là gì? Nếu như phải nói một cách rõ ràng thì con muốn ông đưa tiền cho con. Hả? Phải đưa tiền sao? Nếu vậy thì ông phải tính toán cái đã. Đây nè, ông trả như vậy là rất rộng rãi rồi đó. Thiệt luôn kìa. Ông ơi, cái sắp này cũng dày quá đi. Trời đất ơi, tuyệt vời quá. Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên con cầm trong tay số tiền lớn tới như vậy đó. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Bây giờ con đã vui chưa? Dạ đúng rồi ha. Ông ơi, ông đứng đây chờ con một chút. Được thôi, ông cũng không định đi đâu. Mẹ ơi mẹ. Đây là gì? Mẹ cứ cầm số tiền này và mua những gì mình thích đi mẹ. Đây là tiền của con đó. Shadow à, ở đâu mà con có nhiều tiền quá vậy? Ủa? Không không không, cái này mẹ không cần phải biết. Một cô gái tốt sẽ luôn đặt hạnh phúc của gia đình mình lên trên tất cả mong muốn của bản thân. Sơ sơ cũng 10 tờ, vậy là khoảng 10.000 won á nha. Quang hậu, bây giờ điều ước thứ hai đã thành sự thật rồi. Mình nên dùng điều ước thứ ba để giải phóng cho Ginny, giống như trong truyện vậy đó. Hay là mình ước thêm một điều khác nữa ha? Thiệt là khó nghĩ rồi. Chào mẹ bọn trẻ. Dạ chào ông Ginny. Đây là toàn bộ số đồng nát mà tôi gom được cho lần này. Cảm ơn cô nhiều lắm. Vậy hôm nay ông định sẽ cho tôi bao nhiêu bắp nổ đây?
À, cái đó hồi nãy con gái yêu của cô yêu cầu tôi đưa tiền, cho nên tôi đã đưa cho cô bé 10.000 won. Ôi trời đất ơi, ông đã đưa tiền cho nó sao? Ôi thì ra là như vậy. Tôi cũng đưa thêm cho con bé một chiếc xe đạp cũ nữa. Cô cứ giữ lại mà xài đi. Có vẻ con gái cô thật sự muốn có một chiếc xe đạp đó. Chiếc xe đạp ở trong sân là của ông sao? Ôi trời ơi, cảm ơn ông nhiều lắm. À, không không, cô không cần khách sáo. Dù gì tôi cũng đang định bán nó cho bãi phế liệu. Nói thiệt là tôi cũng không biết phải cảm ơn ông như thế nào cho phải nữa. À, không cần, không cần đâu mà. Cha Đu ơi. Ôi trời. Ôi, con bé ngủ mất tiêu rồi. Thì ra con bé nghĩ nó là đồ cổ cho nên mới khư khư giữ lại như vậy. Mình phải đem bỏ cái này trước khi con bé thức dậy mới được. Trời ơi, nó biến đâu mất rồi. Cây điện thần, à không, cây ấm của con biến đâu mất tiêu rồi mẹ ơi. Con bé bị làm sao vậy? Em cũng không biết. Cái con bé này, mình linh cảm nó sẽ nói ra cái điều gì đó rất đáng sợ. Con không biết đâu, không biết đâu. Con vẫn còn một điều ước thứ ba chưa kịp ước nữa. Nếu như dùng điều ước đó để trả tự do cho ông ấy, con có thể nhận được vàng bạc trang sức và nhiều thứ khác nữa. Đèn thần của con, cái ấm của con, trả lại cho con. Mắc cười ghê, cái ấm đó có gì đặc biệt đâu mà sao con bé cứ làm ầm ĩ lên vậy không biết nữa. Chắc là cái ấm đó có ý nghĩa đặc biệt với con bé này nó mới như vậy. Cái ấm cũ rất như vậy thì có ý nghĩa gì đặc biệt với nó? Ủa ghê chơi, đồ mai TV hư cũ đồ ban nè. Khoan đã ông ơi, chờ tôi một chút. Ông ơi, chờ tôi một chút đi. Yeah.